Nguyễn Thanh Nghị mầm non đứng giữa nhiều làn đạn nhưng rất khó gãy. Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống, ông Nguyễn Tấn Dũng đã lặn mất tăm suốt một thời gian khá dài. Sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, với câu nói về làm người tử tế nổi tiếng, ông Dũng không còn xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện của chính quyền như ông Trương Tấn Sang. Thời gian này cũng ghi nhận số phận của Nguyễn Thanh Nghị gặp rất nhiều sóng gió. Lẽ ra ông Nghị có thể lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng từ đại hội 12 nếu ông Dũng không thua trước ông Trọng. Từ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc, ông Bà Dũng đưa người con đầu của ông về Bộ Xây dựng nắm chức Thứ trưởng ngay trước đại hội lần thứ 12. Đây là bước đệm để Nguyễn Thanh Nghị lên Bộ trưởng, vì lúc đó Nghị đang là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng và chắc chắn xuất Ủy viên chính thức của đại hội 12. Mà một khi đã là Ủy viên chính thức thì ghế của ông Nghị phải là Bộ trưởng chứ không phải là Thứ trưởng. Thế rồi ông Dũng đã thua cuộc, buộc phải về làm người tử tế. Vì thế bà Dũng cũng vận động để Nguyễn Thanh Nghị về làm bí thư ở tỉnh nhà Kiên Giang. Bởi Trung ương có quá nhiều cạm bẫy, Nguyễn Thanh Nghị còn non trẻ, khó trụ vững. Về Kiên Giang làm quan đầu tỉnh chờ thời mà lại an toàn hơn. Nếu ông Dũng không kịp kéo Nghị về Kiên Giang trước khi ông Dũng về hưu thì rất có thể Nghị đã ngã ngựa sớm từ khi đó. Nguyễn Thanh Nghị trú ẩn tại Kiên Giang được một thời gian thì bị vướng một vụ đất đai tại Phú Quốc vào năm 2020. Xem ra lúc đó ông Trọng không muốn để Nguyễn Thanh Nghị yên thần. Vụ đất đai ở Phú Quốc có nguy cơ đẩy Nguyễn Thanh Nghị rớt khỏi vũ đài chính trị như Nguyễn Xuân Anh đã từng bị khi đương chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tuy nhiên Nguyễn Thanh Nghị chỉ bị kỷ luật nhẹ, nguyên nhân được cho là lính của Tô Lâm đã nhẹ tay trong việc điều tra sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị. Được biết hầu hết những sai phạm của quan chức địa phương mà Trung ương nắm được đều nhờ lực lượng của Tô Lâm. Chính vì thế Nguyễn Thanh Nghị chỉ bị tuyên chuyển và giáng chức từ vị trí bí thư tỉnh ủy xuống làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trong khi đó, bí thư tỉnh ủy có cấp hàm ngang với bộ trưởng. Vào năm 2021, Phạm Minh Chính thắng Vương Đình Huệ trong cuộc chạy đua vào ghế thủ tướng. Thế là Nguyễn Thanh Nghị được Phạm Minh Chính vớt lên làm bộ trưởng. Từ đó giữ cho Nguyễn Thanh Nghị còn nguyên hy vọng tiến xa hơn trên con đường chính trị lâu dài. Có thể nói giai đoạn 2020-2021 là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Tấn Dũng không thể ra mặt, vận động công khai cho con trai vì ông Trọng đang còn đó. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị được cứu nhờ hai đồ đệ của Nguyễn Tấn Dũng, đó là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Tô Lâm giúp cho sai phạm của Nghị được giảm thiểu để nhận mức án nhẹ nhất như có thể, còn Phạm Minh Chính thì tái sinh sự nghiệp chính trị của Nghị bằng cách bổ nhiệm Nghị vào ghế bộ trưởng. Với việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có thể ra mặt để vận động cho con trai. Mối quan hệ thân tình giữa Nguyễn Tấn Dũng với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm được công khai nên sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ vững chắc hơn. Đáng nói là nếu Tô Lâm và Phạm Minh Chính có quay ra quyết chiến với nhau thì Nguyễn Thanh Nghị vẫn có thể trụ vững, vẫn hiên ngang, đứng vững giữa hai làn đạn. Sân chơi chính trường Việt Nam vẫn chưa có chỗ nào cho những nhân vật trẻ U50 như Nguyễn Thanh Nghị. Gần đây, Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người cùng tuổi với Nguyễn Thanh Nghị đã ngã ngựa. Và xa hơn là Võ Văn Thưởng, là một nhân vật trẻ tuổi trong tứ trụ, cũng không chịu nổi dông bão chính trường. Nếu Nghị đứng một mình, rất khó trụ vững. Tuy nhiên, lợi thế là Nguyễn Thanh Nghị có người cha là Nguyễn Tấn Dũng, nền đang rất có triển vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguyễn Thanh Nghị mầm non đứng giữa nhiều làn đạn nhưng khó gãy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vụ VNG, có phải Tô Lâm và Nguyễn Trọng Nghĩa đang choảng nhau hay không? Chiều ngày 6 tháng 9, hàng loạt báo chí nhà nước đồng loạt đăng tin có hàng trăm cảnh sát xuất hiện tại trụ sở công ty cổ phần VNG. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau, các báo lại đồng loạt rút tin này xuống.
Đây là một trường hợp khá bất thường vì có vẻ như thượng tầng chính trị Việt Nam đã không thống nhất với nhau trong việc xử lý công ty VNG, cả về mặt pháp luật và về mặt truyền thông. Nói đơn giản là công an và truyền thông đang đá nhau trong việc xử lý sai phạm của công ty này. Được biết, VNG là công ty có cổ phần của tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc như Tencent và Ant Group. Nhiều phần mềm do VNG phát triển như Salo hay Salo Pay đã được người dùng Việt Nam đặt nghi vấn từ lâu. Một doanh nghiệp có dính líu đến Trung Quốc vốn là một loại doanh nghiệp bất khả xâm phạm bởi động chạm đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo thông lệ, mỗi Tổng Bí thư Việt Nam khi lên ngôi đều phải sang Bắc Kinh để mà đảnh lễ. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang chi phối rất mạnh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày gần đây, thượng tầng chính trị đang tỏ ra có sự bất nhất trong chính sách ngoại giao. Ông Tô Lâm thì vội vã sang Bắc Kinh diện kiến, tìm kiếm sự thừa nhận, trong khi lãnh đạo quân đội thì lại thực hiện liên tiếp hai chuyến thăm khiến cho Bắc Kinh không vừa lòng. Đó là chuyến thăm Philippines vào cuối tháng 8 và chuyến thăm Mỹ hiện nay của ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, những chuyến đi này của ông Giang là chống Tô Lâm hay chống Bắc Kinh thì vẫn chưa rõ. Khả năng cao là chống Tô Lâm, bởi bắt tay với Mỹ thì vẫn trong giới hạn cho phép của Bắc Kinh thì không phải là chống Trung Quốc. Hiện nay, người nắm ban tuyên giáo Trung ương là Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nghĩa là một trong hai vị tướng quân đội được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về Ban Bí thư để gia cố ban này. Giờ đây, Ban Bí thư do ông Tô Lâm làm chủ, thì những người được ông Trọng cơ cấu, một là phải thích nghi với chủ mới, hai là phải rời khỏi Ban Bí thư. Việc báo chí rút bài về vụ AVG cho thấy hai điều. Thứ nhất là Nguyễn Trọng Nghĩa dùng tuyên giáo để chống lại ông Tô Lâm. Thứ nhì là có thể thế lực thân tàu gây áp lực, buộc báo chí phải rút bài. Như vậy, cả hai lần cháy Tô Lâm đều do phía quân đội làm ra, một lần do Phan Văn Giang, một lần do Nguyễn Trọng Nghĩa. Liệu rằng đây có phải là chủ trương của phe quân đội muốn đối đầu với phe công an hay không? Có lẽ cần thêm thời gian để mà kiểm chứng. Những ngày gần đây có luồng dư luận hy vọng rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xích lại gần hơn với Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc phòng. Cuộc chiến Ukraine đã chứng minh sức mạnh của vũ khí Mỹ. Việt Nam rất cần hợp đồng mua vũ khí tối tân từ Mỹ như Đài Loan đã và đang làm để có thể hiên ngang tự quyết mà không cần phải rụt rè trước Bắc Kinh. Mới đây, tờ báo New York Times, một tờ báo lớn của Mỹ, được Việt Nam cho phép đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước xích lại gần Mỹ trong giới hạn, vì dù báo Mỹ có mặt ở Việt Nam thì cũng chỉ có tác dụng thuận tiện hơn trong việc đưa tin về tình hình Việt Nam, chứ không đủ sức mạnh để gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế. Khi nào Việt Nam mua được máy bay F-16, tàu ngầm hay nhiều loại vũ khí tối tân khác mà Ukraine đang sử dụng, thì lúc đó có thể tin rằng giới lãnh đạo Việt Nam phá lằn ranh tiến gần tới Mỹ hơn. Hai lần phe quân đội đi lệch hướng của Tô Lâm cũng chưa thể cho thấy có phe nào thân Mỹ trong đảng. Điều này chỉ cho thấy rằng đảng không thống nhất về đường lối và các phe đang đánh phá lẫn nhau. Để có thể đánh giá xem phe thân Mỹ hay không, thì cần thêm thời gian và chính sách táo bạo hơn nữa trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vụ VNG có phải Tô Lâm và Nguyễn Trọng Nghĩa đang choảng nhau hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de